Đi la. Sao đi la? Hả? Hát thì phải cho người ta nghe chứ sao đi la? Dạ. Trời ơi, có một đứa nó rất enjoy the weather. Trời ơi, chứ cái gì vậy? Trời ơi, có ai lấy iPad đâu. Trời ơi, cô chú thấy nó enjoy tới cỡ nổ mà nó đem ra ngoài đường, nó ngồi nó coi iPad luôn kìa. Đúng rồi, mình phải tận hưởng chứ con, ta còn có vài ngày nữa hết hè rồi. Mẹ mang kem. Mang kem mà. I want popsicle. You want what? Popsicle. Gì? Popsicle. Popsicle. Đúng rồi. Mẹ ăn popsicle. Ok, vậy bây giờ popsicle phải không? Rồi, ngồi im đây. Rồi, chơi cái không được, không được. Nó nhỏ thôi. Đây nè, đây đây. Bây giờ nè, vậy nào giờ mẹ nói cho chơi nghe này nè. Bây giờ mẹ sẽ cho chơi popsicle, nhưng mà đây, bây giờ chàng chơi chưa? Bây giờ phải thử thách bản thân mình nha. Mẹ sẽ để cây kem ở đây. Ok. Rồi, bây giờ á mẹ đi vô trong nhà. Rồi chừng nào mẹ ra chơi mới được ăn kem nghe chưa? Không có được mà, không có được mà ăn trước khi mẹ đi ra nghe chưa? Không có liếm luôn, không có liếm luôn. Không muốn hửi, muốn hửi hả? Ừ, hửi đi. Thơm không? Thơm. Thơm thì ngồi đó đợi nghe chưa? Dạ. Không có được ăn trước khi mẹ ra nghe chưa? Dạ. Get away from mommy, ok? Ok. Rồi, không có được liếm luôn nghe chưa? Dạ. Ok, hứa chờ mẹ nha. Mẹ ra mới được ăn nghe chưa? Dạ. Dù thèm cỡ nào cũng là để im đây nghe chưa? Ừ. Để im đây, mẹ đi vô chừng nào mẹ ra mẹ cho ăn mới được ăn nghe không? Dạ, để ra ok. Rồi, để đó, muốn để đâu để. Rồi ok, wait for mommy, ok? Ok.
I thought you said you wouldn't wait. You're gonna wait for mommy. Yes, so I said Shannon. I thought you said you're gonna wait for me. Ủa mẹ tưởng con chờ mẹ chứ? Không. Sao không chờ mẹ? Hồi nãy con nói con chờ mẹ mà. Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ. Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen. Trời ơi cháy ơi cháy. Ôi ôi đại. I didn't wait for me. Hello. Hả? Chị đi, sao con không chờ mẹ? Trời ơi, mày đợi mà mẹ đi ra hết cho mày thấy cây kem mất tiêu luôn là xong rồi đó chay. Muộn màng là từ lúc yêu thương vừa chấm. Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay. Ủa cái gì? Ủa cái gì? Một cái con người không có biết sự chờ đợi. Một cái con người ham ăn không uống. Sao không chờ mẹ nói coi? Hai đứa mình đã móc méo là chờ nhau rồi, tại sao mình không chờ nhau? Hả? Vì sự ăn uống mày như vậy đó hả? Mẹ buồn quá. I'm gonna cry. Yeah, you wanna eat the last one? No, I'm gonna eat it. No. Because you don't wait for me. Order. Nhưng mà mẹ buồn. I'm sad. I'm not happy. I'm sad. You don't wait for me. Oh, bây giờ nó đánh trống lảng với tôi kìa. Chay, bây giờ con kể cho mẹ nghe con mới vừa đi đâu về. Con đi đánh ghê ghê về hả? Trời ơi, đã là ta đi đánh ghê ghê. Mà con đi đâu con bỏ mẹ, mẹ nhà mẹ buồn quá trời buồn luôn. Mẹ hóc quá trời hóc, mẹ hóc hóc sưng mắt luôn. Con với ba đi để mẹ mỗi nhà có một mình. Mẹ đâu có biết chơi với ai đâu. Mẹ khóc quá trời mẹ khóc. Mẹ ơi. Sao? Mẹ you and me. Sao? Just you and me. Just you and me làm sao? You and me. Hả, mẹ với con sao? Mẹ con sao? Just you and me. Just you and me là hả? Chỉ có mẹ với con thôi hả? Nhưng mà hồi nãy con đi đâu? Con làm gì? Đông khoai. Đông khoai. Đông khoai. Nói tiếng Việt đi. Mom đông khoai ok. Nó nói mẹ ơi mẹ đừng khóc. Mẹ phải khóc thôi, mẹ buồn lắm. Đi bỏ mẹ. Ok. Sao? Sao ok sao? Đánh ba. Đánh ba hả? Sao đánh ba? Thì sao đánh ba? Daddy. Yes, dear. Daddy, don't move mommy. Oh, yeah, don't move mommy. I moved mommy so I could walk around her without walking in front of her. See, I'm considerate. Nó nói ba đừng có, tại vì ba nó đẩy cái ghế Ngọc ra, nó nói ba là đừng có đẩy cái ghế mẹ ra. Daddy. Achoo. What you say, JD? What do you say when I sneeze? Mẹ hát bless gì? You. Đúng rồi, bless you, đúng rồi. Mom, bless you. Đúng rồi, mẹ hát gì là chay phải nói Baby, bless you. I think she needs a tub. I know. Or a shower at least. Maybe yep. A shower is better because it's 10 o'clock. Already. Đó, chay Mimi à, qua chơi nè, cô chay ba về kìa. Nói mấy ba ơi, coi ai nè. There's a little kid here. Who is that? Tell daddy, who is she?
Say, Daddy, it's Mia. Is it Mia? Yeah. Mia would like that toy. Okay. Can you give it to her? No, she been, you know, taking all the toy away from Mia. Ah, she's a bad girl. Yeah.